Chúc quý vị đến với phần 2 trong chương trình hôm nay. Bích Phượng xin gửi đến quý vị bản tin đặc biệt những điều chưa được kể do ông Trần Quang Duật phụ trách với chủ đề Một ngày và một người để nhớ. Nói về những nét kiêu hùng của thiếu sinh quân, đại tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng, kim tiểu khu trưởng tỉnh Trương Thiện. Trong ngày sinh nhật 24 tháng 3 của vị đại tá trẻ tuổi nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là Trần Cô Duật, xin kính chào quý chiến hữu, quý khán thính giả đến với chương trình bản tin đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay, những điều chưa được kể. Với chủ đề một ngày và một người để nhớ. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 3 là ngày sinh nhật của đại tá Hồ Ngọc Cẩn, một trong những vị đại tá và một trong những quan đầu tỉnh trẻ tuổi nhất trong đội quân bảo quốc an dân. Khi nói về đại tá Hồ Ngọc Cẩn mà không đề cập tới trường thiếu sinh quân, nơi đại tá Hồ Ngọc Cẩn đã theo học thủ niên thiếu thì là một thiếu sót lớn lao. Và hai trong những hào quang của quân trường này đã tỏa sáng trước năm 1975 là thứ nhất, thiếu sinh quân đại tướng Lê Văn Tị, tổng tham mưu trưởng của nền đại nhất Cộng Hòa, một vị đại tướng mà tài đức vẹn toàn. Đúng lúc Mỹ tạo áp lực mang quân vào tham chiến tại miền Nam thì đại tướng bị bạo bệnh. Nên nhóm phản tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính mới có cơ hội làm loạn tạo cho Mỹ có cái cớ can thiệp vào miền Nam. Và miền Nam đã mất đi một phần nào chính nghĩa của mình trong việc bảo vệ hai chữ tự do. Thứ hai, một trong những đơn vị buông súng sau cùng trong ngày 30 tháng 4 là các thiếu sinh quân tại trường thiếu sinh quân Vũng Tàu. Trận chiến từ ngày 29 tháng 4 75 đến ngày 30 tháng 4 75 là trận chiến đầu tiên của các em thiếu sinh quân và cũng là trận chiến cuối cùng của những chàng lính mang tinh thần Trần Quốc Toàn. Trang quân sự Việt Nam Cộng Hòa sau này bắt buộc phải ghi lại tinh thần bất khuất của những người lính học trò này cuối tháng 4 năm 75 Tất cả các vũ khí cộng đồng và cá nhân đã được các chàng thiếu sinh quân mang tại các vị trí trong trường. Qua trung gian, các em thiếu sinh quân đã yêu cầu đoàn quân xâm lược, không được bao vây bắt bớ các em, để các em thiếu sinh quân sau khi chào quốc kỳ lần cuối cùng, các em sẽ tự động rời trường. Nếu không thì, những thiếu sinh quân này sẵn sàng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Sau khi lời đề nghị của các thiếu sinh quân, được Cộng đồng ý, nhưng một mặt chúng cho bao vây thật kín chung quanh trường, chỉ trong một thời gian ngắn dùng lối đi tắt qua trại gia binh các chàng lính con cháu Trần Quốc Toàn đã biến mất trả lại tính mịch và hoang phế cho ngôi trường đây là một trường mà Đại tá Hồ hòa Cẩn đã được tôi luyện để thành người lính Việt Nam Cộng hòa thưa quý vị với Đại tá Hồ hòa Cẩn đã có rất nhiều những bài viết những chương trình phát thanh truyền hình để nói về ông trong cũng như ngoài quân đội nhưng tất cả đều hướng về Đại tá Hồ hòa Cẩn với lòng ngưỡng phục của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa mà gốc là thiếu sinh quân Thưa quý vị, sau khi rời trường thiếu sinh quân, ông về làm huấn luyện viên tại trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức với cấp bậc trung sĩ nhất. Sau đó, trung sĩ nhất Hoàng Văn Cẩn làm đơn xin theo học khóa 2 huấn luyện sĩ quan đặc biệt tại trường hạ sĩ quan đồng đế Nha Trang. Ông đã tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy hiện dịch và tình nguyện về binh chủng biệt động quân. Rồi tiếp tục lại theo khóa rừng núi sinh lầy tại trung tâm huấn luyện biệt động quân tại Nha Trang. Sau đó, trở thành trung đội trưởng của tiểu đoàn 42 biệt động quân, một trong những tiểu đoàn xuất sắc nhất của binh chủng Mũ Nâu. Thưa quý chiến hữu, chiến trường quân khu 4 từ năm 62 đến năm 66 rất nhiều sôi động, năm vị tiểu đoàn trưởng quá cảm tạo nên nhiều chiến tích hiển hách trong quân sự quân lực Việt Nam Cộng hòa khi đụng trận lúc dưỡng quân, họ luôn luôn là những tấm gương sáng để thuộc cấp noi theo. Quân dân miền Tây tặng cho họ bốn chữ Ngũ Hổ miền Tây. Ngũ Hổ miền Tây này đã được loan truyền nhanh chóng trong quân đội và sau này họ chính là những sĩ quan cao cấp đảm nhận những chức vụ tiểu đoàn trưởng. Thứ nhất, Hồ Ngọc Cẩn. Thứ nhì, Lê Văn Hưng. Thứ ba, Lưu Trọng Kiệt. Thứ tư, Nguyễn Văn Huy. Thứ năm, Vương Văn Trổ. Và sau đây là những huyền thoại về Đại tá Hồ Cẩn. Tuy nhiên, khi Trung đoàn 15 tiến lên quốc độ 13 và giao chiến với quân địch, thì con số thương vong lên rất cao. Theo lời kể của các sĩ quan trong đơn vị, thì khi địch dùng mưa pháo tất cả các cán bộ của trung đoàn phải đi kiểm soát binh sĩ nếu không địch sẽ xung phong và tàn sát cả đơn vị và sau trận giải tỏa an lộc ông đã được đặc cách lên đại tá một ngày trước khi ông nhận bàn giao tỉnh trương thiện đại tá cẩn đã giả dạng làm thường dân đi thăm dân cho biết sự tình ông vào các sòng bài tới những nơi nhận tiền đánh số đề và những ổ mãi dâm ngày hôm sau khi chính thức làm tiểu đoàn trưởng đại tá hồ ngọc cẩn cho gọi thiếu tá trường ti cảnh sát tỉnh trương thiện đến cật vất nghiêm khắc về những tệ đoan trong xã hội, trong tỉnh, rồi lập tức cách chức. Chuyện một ông quận trưởng nọ muốn cho chi khu của mình được an toàn tối đa, chiều nào cũng xin pháo binh bắn yểm trợ hoặc quấy rối với lý do Việt Cộng pháo khích hay tấn công. Đại tá Cẩn thỏa mãn tối đa, sau đó báo cáo là quận bị thiệt hại, một kho xăng và một kho lương thực. Buổi chiều sẩm tối, đại tá Hồ Cẩn cùng vài anh em binh sĩ thân thuộc lái xe Jeep tới thanh tra đến quận, đại tá Hồ Hoành Cẩn bắt gặp ngay ông quận trưởng ngồi uống bạc tem, hoảng kinh. Vì quận trưởng này đứng nghiêm, mặt mũi tái xanh chào vị tỉnh trưởng. Đại tá Hồ Hoành Cẩn đi thẳng xuống trung tâm hành quân của chi khu xem màn đầu và ra lệnh cho ông quận, tôi muốn những ấp loại C sau 3 tháng phải được nâng lên loại B. Những ấp loại B sau 3 tháng phải được nâng lên loại A. Qua cung cách của một người đàn anh nhưng không thiếu phần cương quyết, đúng 3 tháng sau, đại tá Cẩn lại xuống quận ngủ đêm và trước khi về không quên gắn lon mới cho vị quân trưởng này. Thưa quý chiến hữu, nhìn bảng tưởng lại với đại tứ đẳng bảo quốc quân dương trên hai chục ngành dương liễu đã nói lên tinh thần của người thiếu sinh quân Hồ ngô Cẩn và thật thánh diện hơn cả như vị đại tá tư lệnh phó thủy quân lục chiến đã nói lên đặc cách tại mặt trận là một vinh dự một thánh diện cho người sĩ quan tác chiến cho dù chỉ lên trước một ngày trước việc thăng thường theo thường lệ tất cả các cấp bậc của đại tá hồ cẩn đều được đặc cách tại mặt trận phải nói quan lộ của đại tá hồ cần tương đối hành thông không bị đắp mồ giữa đường thưa quý chiến trong thời gian tại chức ông có một ước nguyện là mang tất cả các thiếu sinh quân sau khi ra trường về phục vụ dưới chiếng của ông sau khi được hỏi tại sao ông lại có ý như vậy đại tá hồ cần trả lời như sau một là dễ sai tất cả bọn cựu thiếu sinh quân này đều ra trường sau tôi chúng là đàn em dù tôi không phải là cấp trên trực tiếp của chúng nhưng theo truyền thống của thiếu sinh quân chúng nói mà lộn xộn Tôi vẫn heo vào đít chúng nó như thường. Này tôi muốn chúng về với tôi để tôi có thể dạy dỗ chúng những gì mà quân trường chưa huấn luyện. Hay là truyền thống của tôi là khi ra trận là chết thì chết chứ không được lùi. Vì vậy cần phải có một số người giống mình thì đánh giặc mới đã tay. Bọn thiếu xuyên quân chúng tôi giống nhau ở một điểm như vậy. Thưa quý vị, một người ban cũ trong một dịp gặp đại tá Cần ở Cần Thơ năm 1974 đã hỏi ông Anh từng là trung đoàn trường, hiện làm tình trường. Anh có nghĩ rằng sau này anh sẽ là tư lệnh sư đoàn không? Con người danh tiếng lừng lẫy trên các chiến trường đã khiêm tốn trả lời. Tôi là nội suốt 14 năm qua gối chưa mỏi, nhưng kiến thức có hạn, được chỉ huy trung đoàn là cao rồi. Mình phải biết liêm sỉ chứ, có sư đoàn làm sao được, làm tình trưởng bất quá là một hai năm nữa rồi tôi phải ra đi cho đàn em có chỗ tiến thân. Bây giờ tôi sẽ xin về qua trường thiếu sinh quân hoặc coi các lớp huấn luyện đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng đem những kinh nghiệm tôi nhặt được dạy cho đàn em. Tôi sẽ thuật lại sau hơn 300 trận đánh mà tôi đã trải qua trong thời khói lửa. Những đóng góp và hy sinh của Đại tá Hồ Cẩn lớn lao và rất nhiều không thể kể xiết. Suốt một đời người ông đã tân tụy với nước non, danh tiếng lừng lẫy và nắm giữ những chương vị khó khăn. Mà người vẫn khiêm mừng hết sức giữ cuộc sống trong sáng và thanh liêm. Tâm tư lúc nào cũng hướng về những thế hệ đàn em. Trong thời gian các trại giam Cộng sản, tôi có gặp một số sĩ quan biệt động quân bộ binh của vùng 4 chiến thuật để hỏi về đại tá Hồ Ngọc Cẩn thì câu trả lời. Nói về Hồ Ngọc Cẩn thì ông là một trong những sĩ quan quả cảm của quân đoàn 4 từ cách điều quân đến tài lãnh đạo chỉ huy của ông là một tấm gương sáng để anh em nói theo. Trong ngày sinh nhật của đại tá Hồ Ngọc Cẩn cho phép ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa xin gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến phu nhân của đại tá Hồ Ngọc Cẩn, cháu Hồ Huỳnh Nguyên và gia đình có những ngày tháng thật an vui và hạnh phúc rất mong một ngày thật gần khi hai chí cộng sản không còn trên quê hương xin được phép tháp thùng chị và gia đình về lại đồng bằng cửu long tìm lại những hình ảnh những vùng sông rạch những kỷ niệm mà đôi giày xô của đại tá hồ cẩn đã đi qua trong thời sinh chiến xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới trân trọng kính thưa quý vị chương trình bản tin hoa thịnh Đốm đến đây xin tạm ngưng kính mời quý vị đón xem bản tin hoa thịnh Đốm vào lúc 8 giờ tối hoa thịnh đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SPTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC at sptn.tv. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên người thân và gia đình. Thông báo, ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới blogger Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp gỡ thân mật với blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào lúc 1:30 giờ trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 tại hội trường San John Vianney, 4839 Southside Drive, Louisville, Kentucky, 40214. Đây là cơ hội để blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cảm tạ quý đồng hương đã quan tâm và góp phần tranh đấu cho tự do của cô, cũng như đã dành cho cô và gia đình những cảm tình nồng hậu. Nhân dịp này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng mong được chia sẻ những quan tâm về tình hình đất nước và những nỗ lực chung nhằm chấm dứt độc tài và bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới Bloggers Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời. Mọi liên lạc xin gọi hành nhân 281-707-2632, Văn Trần 502-741-8338, Tuyết Đinh 502-419-5122.